đóng bao nhiêu tiền thì không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Trong video này thì Duyên sẽ bật mí cho các bạn xem là số tiền các bạn phải đóng để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng trước khi bắt đầu thì hãy ủng hộ Duyên và Dạy Nghề Thanh Xuân một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để lan tỏa video này đến nhiều người biết hơn nữa. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Điều 6 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định rõ công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì bạn được phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. Về điều kiện độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, luật quy định rõ nam từ đủ 18 tuổi đến hết năm 25 tuổi và từ 18 đến hết năm 27 tuổi với các trường hợp tốt nghiệp cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Nếu bạn muốn biết chi tiết về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, hãy theo dõi video này nhé. Đóng bao nhiêu tiền thì không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo pháp luật hiện hành thì không có quy định rõ về việc cho phép công dân đóng bao nhiêu tiền để không thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì thế, nếu bạn đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự và không thuộc trường hợp được hoãn thì bạn bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo Nghị định 37 năm 2022, người vi phạm về nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 12 đến 15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. Những điều Duyên vừa chia sẻ ở trên thì có thể chắc chắn một điều rằng không thể dùng tiền để thay thế cho việc đi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhà nước. Đây là một quyền lợi và một nghĩa vụ trách nhiệm cao cả của mỗi công dân Việt Nam. Vì vậy, nếu như bạn nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì hãy nghiêm túc chấp hành. Bạn có thích video ngày hôm nay không ạ? Hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận. Trong thời gian tới thì Duyên sẽ cập nhật rất nhiều các video liên quan đến các thông tin về bộ đội xuất ngũ. Đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ video để cập nhật các thông tin của nhà trường. Duyên, trường Dạy Nghề Thanh Xuân, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.